Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em hai con máy nha. Một con máy đó là mã là DK-CBT185 và mã thứ hai đó là DK-CN210. Thì bữa giờ có rất là nhiều anh em thắc mắc đó là hai con này nó sẽ có những điểm giống và khác nhau như thế nào. Tại sao hai con này giá nó bằng nhau thì mình sẽ nên lựa chọn con nào để mình sử dụng? Tại vì hai con đều nhỏ gọn và hai con đều đa năng. Đó, anh em làm cho anh em phân vân không biết lựa chọn con nào nó phù hợp ha. Thì hôm nay em sẽ đi lên chi tiết cho anh em ở cái con 210 và con CBT185 cũng như là lên những cái ưu điểm và nhược điểm của nó để cho anh em có thể là coi và anh em có thể lựa chọn cho một con máy nó phù hợp cho cái nhu cầu của mình ha. Rồi đầu tiên về giá đi. Về giá thì hai con này đều giá của nó đều là 1.750.000 và hiện tại là bên Dụng Cụ Hình Gia sẽ hỗ trợ cho anh em về mức giá là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng trong cái dịp lễ cuối năm này thôi nha anh em. Và cái điểm giống nhau thứ hai á, đó là hai con này đều sử dụng cái lưỡi hợp kim ha. Thì bên này nó sử dụng cái lưỡi kim đó là lưỡi 185, tức là 185 á. Còn bên này là sử dụng cái lưỡi là 2 tấc 1. Đó, 210 là 2 tấc 1. Thì với cái lưỡi đa năng này thì anh em có thể sử dụng cái lưỡi này để cắt được các cái vật liệu như là nhôm nè, gỗ nè, sắt nè, đều được ha. Đó là cái điểm giống nhau thứ hai. Điểm giống nhau thứ ba á, đó là hai con này á, nó đều có thể là cắt được, chỉnh được góc nghiêng nha anh em, cắt được cái góc nghiêng ha. Rồi cái điểm giống nhau thứ tư á, là hai con này là nó đều rất là nhỏ gọn, anh em có thể bỏ trên xe máy, anh em di chuyển đi rất là dễ dàng. Đó, đó là bốn cái điểm nó giống nhau. Tuy nhiên á, hai con này nó sẽ có những mỗi con nó sẽ có một cái thế mạnh khác nhau nha. Bây giờ anh sẽ đi chi tiết vào từng con để cho anh em dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên đó là con DK-CN210. Đó, thì cái ưu điểm của con này đó là con này nó sử dụng cái đường kính đĩa đó là 2 tấc 1 này, thì cái đĩa nó sẽ lớn hơn. Nên ví dụ như khi anh em cắt thì cái khả năng cắt dập xuống á, thì nó có khả năng là cắt được cái đường kính, cái kích thước sắt tối đa đó là 4x8 nha anh em. 4x8 ha. Còn 5x10 thì nó cắt sẽ không hết. Đó, anh em lưu ý, nếu mà anh em cắt sắt mà từ 4x8 đổ lại á, thì anh em nên lựa chọn con này ha. Rồi, ưu điểm của con này nữa đó là cái bàn cắt nè. Cái bàn cắt thì anh em có thể là di chuyển, có thể chỉnh góc cắt một cách nhanh chóng ha. Tức là anh em chỉ cần xoay một cái, anh em tháo con ốc chỗ này nè. Ở chỗ này nó sẽ có con ốc để nó cố định cái bàn. Thì anh em chỉ cần nới lỏng con ốc này ra thì em xoay là anh em có thể chỉnh được góc cắt một cách nhanh chóng. Đó, cắt chỉnh góc cắt rất là nhanh chóng nha. Rồi, cái ưu điểm thứ hai nữa đó là cái con này có thể là cắt bát được, tức là cắt nghiêng á. Đó, anh em có thể nghiêng xuống này, anh em cắt xuống ha. Nghiêng xuống này để khóa cái bàn lại. Rồi anh em cắt xuống. Thì cắt được góc nghiêng nó cũng rất là nhanh chóng luôn nha anh em. Còn không thích á thì anh em cứ chỉnh 90 độ rồi anh em khóa cái trục này lại là được. Thì anh em chỉ cần cắt dập này xuống thôi. Rồi cái ưu điểm thứ ba của con này á, nó có cái đèn laser chỗ này, tức là đèn laser chỗ này thì nó sẽ chiếu rõ cái đường cắt, thì có thể là anh em sẽ cắt nó được chuẩn xác hơn. Đó. Rồi cái ưu điểm thứ tư nữa, cái ưu điểm của con này nữa đó là cái kết cấu nó kiểu như là kết cấu nguyên khối từ cái bàn cắt với cái thân cắt là nó rất là cứng cáp nha anh em, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Đó. Rồi, đó là về cái con DK-CN210 ha. À, nói về cái thông số của con máy này. Công suất của nó là 1.500W nha anh em. Rồi vòng tua của nó là 4.800W này. Đó, có khả năng cắt này kia mọi thứ. Trọng lượng của nó là 8kg ha. Rồi anh em lưu ý thêm một cái nữa là đối với con CN210 thì có nhiều anh em góp ý á, đó là khi mà đối với con này cắt gỗ rất là ngon luôn, cắt gỗ cực kỳ ngon. Nhưng mà khi mà anh em cắt nhôm hoặc là cắt sắt á thì do cái trục này nó nằm ở chính giữa nè, nên khi anh em cắt xuống thì cái gọi là cái bao vớ nó sẽ văng vào trong cái này, thì nó sẽ dội ngược lại ha, nó dội ngược lại người cắt đó, nên là nó sẽ gây hơi khó chịu một xíu, tức là cái ba vớ nó sẽ văng ngược lại, nên là khi anh em cắt thì cần phải rất là cẩn thận, và đặc biệt là anh em nên đeo mắt kính để tránh cái những cái ba vớ này nó văng vào mắt ha. Rồi cái thứ hai nữa, cái laser cho nó nằm ở vị trí này, nên là nhiều khi anh em cắt xuống thì những cái ba vớ nó văng vào cái laser này thì có thể là nó sẽ mau làm hỏng cái laser đó. Thì cái này là hai cái mà nhược điểm của con máy DK-CN210. Và thêm cái nữa là cái con này nó chỉ cắt được cái sắt từ 4x8 đổ lại là rất là ok ha, còn sắt lớn hơn thì nó không cắt được. Rồi tiếp tục em sẽ đi qua con CBT185. Thì đối với con CBT185 này á, thì anh em có thể nhìn thấy nè, về độ nhỏ gọn thì nó nhỏ gọn hơn cả con CN210 luôn. Trọng lượng của nó chỉ có 7,5 kg và công suất của nó vẫn là 1.500W nha anh em. Và tốc độ tua của nó lớn hơn ha, tốc độ vòng tua của nó tới 5.600 vòng trên phút. Đó, và cái đĩa của nó chỉ có là 1 tấc 85, nhưng mà nó hơi nghịch lý một xíu. Con này đĩa 1 tấc 85 nhưng mà cái khả năng cắt của nó sẽ tốt hơn so với cái con 210, tức là
Nó con này nó là con ti chuột. Đó, ti chuột nên là khi mà anh em cắt thì anh em có thể trượt trượt cái lưỡi đi. Đó thì ví dụ như anh em có những cái lưỡi cắt lớn đó, đó thì ví dụ như anh em cắt đè xuống như thế này đúng không? Nó cắt được một khúc này rồi anh em cho nó chạy đi. Tức là anh em sẽ cắt được cái gọi là cái kích thước mà cái vật liệu đó, nó sẽ rất là lớn hơn nhiều so với con 210 luôn. Nên là anh em nào mà có nhu cầu mà cắt sắt lớn đó, thì anh em nên lựa chọn con 185 này. Rồi, về các cái thông số thì con này nó cái ưu điểm đó là cắt rất là rộng ha. Và cái nhược điểm của nó thì khi mà anh em cắt á, thì anh em phải chịu khó muốn cắt gốc á, thì anh em phải điều chỉnh cái này thì nó sẽ hơi lâu một xíu. Tại vì anh em phải dùng cờ lê để anh em mở dùng cờ lê để anh em mở để anh em cắt gốc nữa, thì nó hơi lâu một xíu so với con 210 đó. Còn lại thì nó chỉ có như thế này rồi. Thì nó nói túm lại á, là con 185 ưu điểm lớn nhất của con này đó là cắt được cái kích thước vật liệu rộng. Tuy cái máy rất là nhỏ gọn ha, nhưng mà nó cắt được kích thước vật liệu rộng. Còn cái nhược điểm của con này á, thứ nhất đó là khi mà anh em chỉnh cắt gốc á thì nó sẽ hơi tốn thời gian một xíu. Tại vì anh em phải dùng cờ lê mở cái này ra rồi căn chỉnh này kia mọi thứ, thì vô tình nó sẽ làm tốn thêm thời gian cho anh em. Đó, tốn thêm thời gian cho anh em. Rồi, cái nhược điểm thứ hai á, thì do nó thiết kế là ti trượt ha, nên là cảm giác anh em sẽ cảm giác nó là nó hơi bị lỏng lẻo một xíu. Đó, không, nó không có được mạnh mẽ và chắc chắn như con CN210. Đó, đó là hai cái nhược điểm của con 185. Còn cái ưu điểm thì nãy em nói rồi, khả năng cắt của nó rất là lớn ha. Còn đối với con 210 á, thì cái ưu điểm lớn của con này đó là thứ nhất là rất là chắc chắn này. Cái thứ hai á, là có thể là cắt được góc nghiêng một cách nhanh chóng luôn, chỉnh góc nghiêng rất là nhanh. Cái thứ ba là có thể cắt được cắt bát luôn, đó, cắt xéo á. Rồi còn cái nhược điểm của nó thì nó chỉ cắt được cái đường kính, những cái vật liệu đường kính nó từ là kích thước nó là 4x8 đổ lại đó. Rồi nên là tóm lại là anh em nào mà cần một cái con máy mà gọi là cắt rộng, cắt vật liệu rộng và cắt vật liệu kích thước size nó lớn mà không có cần quá nhiều vào cái việc cắt gốc thì anh em nên chọn cái con 185 này. Còn anh em nào mà chỉ cắt những vật liệu vừa phải và vật liệu nhỏ và anh em hay sử dụng cắt gốc thì anh em nên chọn con 210 ha. Đó, hai con này thì giá nó bằng nhau, 1.750.000, và hiện tại trong mùa cuối năm này em hỗ trợ cho anh em về giá là 1.600.000 đồng nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hai sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ vào cái số hotline em ghi trên màn hình ha. Và với lại là vào mùa cuối năm này thì hiện tại bên em đang có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi cho khách hàng. Đó, anh em nào mà có nhu cầu mua các cái sản phẩm liên quan tới Hucan, ví dụ liên quan tới Deston, thì anh em cứ liên hệ vào cái số hotline để em tư vấn ha. Các cái sản phẩm như là hút bụi nè, rửa xe nè, nén khí nè, máy khoan, mài cắt đục em đều có nha anh em. Và địa chỉ cửa hàng thì nằm tại địa chỉ là 596 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức ha. Ở đây thì bên em có gần như là đầy đủ các cái mẫu mã, anh em có thể đến và anh em tham khảo, hoặc là em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho anh em để anh em lựa chọn được một cái sản phẩm ưng ý nhất nha. Rồi, ok, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.